chúc cha một ngày bước đây tràn đầy sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh ban nâng cao thêm sức mạnh để ngài hướng dẫn cộng đồng Công giáo của Việt Nam chúng con nói chung và phong trào đồng sân tộc chúng con nói riêng. Mỗi ngày càng thêm tốt đẹp hơn. Chúa mới chúc mừng cha. Và tôi đây là anh chị em trong ban các thầy chúng con có món quà và các vị bên đây chào chào đại diện ban chấp hành phong trào có một món quà để tặng cha trong mấy ngày bất đề này. Về món quà này của tất cả các em trong cái buổi tiệc hôm nay, mỗi người một chút xíu để mà đóng góp để mà chúc mừng bất đề của thầy. Thưa cha, chúng con nhìn thấy là bên ngoài nó là chỉ là cái giống như là cái sách che với thôi, nhưng mà con nghĩ là bên trong cái ruột nó mới là giá trị. Cha, trong cái này mà cha có thể đi một chân vô đây dài dài ra. Rồi, một cha có tay thật đặc biệt cho ban chấp hành và cha đi lên. Kính thưa quý vị, để thay đổi bộ kế của ngày sinh nhật, hồng ân cái sự sống mà Chúa đã ban cho tôi.
và thứ hai là cho tôi tiếp tục cái ơn gọi luôn luôn trung thành với Chúa trong ơn gọi. Anh chị em biết ơn gọi linh mục không có dễ dàng, có những cái nhiều khi lo lắng về đủ thứ như ông công an ngày hôm nay. Tuy nhiên với sự nếu mà các bạn chị em cầu nguyện cho tôi hoặc là cho các linh mục, tại vì thank you.